xin kính chào quý khán thính giả của kênh Home Review. Thì hôm nay vào một buổi sáng thứ sáu đẹp trời thì Xuân Huyên cùng với đội ngũ Home Review đã trở về Đông Sài Gòn New City cũng như là dự án Swan Park để xem là hai năm qua chủ đầu tư Swan City đã phát triển Swan Park như thế nào và Đông Sài Gòn New City có gì thay đổi. Quý vị còn nhớ rằng là hai năm trước thì Xuân Huyên cùng với đội ngũ cũng đã giới thiệu đến quý vị dự án Swan Park ở đó có gì, có những dãy nhà phố, những căn biệt thự rất là đẹp và đang thi công. Thì đến nay hai năm vừa qua thì Huyên nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều thay đổi và quý khán thính giả cùng với lại rất là nhiều fan hâm mộ của Home Review cũng muốn biết, đúng không nào? Thì bây giờ Xuân Huy cùng xin mời quý khán thính giả đi tham quan dự án Đông Sài Gòn New City và đặc biệt là dự án Swan Park được phát triển bởi chủ đầu tư Swan City sẽ có gì nhé. Let's go now. Như vậy thì chúng ta đã đến dự án Swan Park. Thì bây giờ Xuân Huy sẽ mời quý vị vào Sale Gallery và gặp một bạn rất là đặc biệt của dự án của chúng ta nhé. Let's go. Kính thưa quý vị, thì 2 năm trước Xuân Huy cùng với lại anh Trần Quang Chiến đã đến thăm dự án Swan Park. Và hôm nay thì Xuân Huy cũng có giới thiệu đến quý vị một trong những bạn tư vấn viên rất là đặc biệt tại dự án Swan Park. Và Xuân Huy sẽ mời bạn giới thiệu đến quý vị dự án Swan Park nó sẽ tuyệt vời hơn và chia sẻ kỹ lưỡng hơn đối với quý vị ha. Hello, xin chào Kiều Nga. Xin chào anh Huy. Kính thưa quý vị, thì Xuân Huy xin được phép giới thiệu đến quý vị, đây là bạn Kiều Nga, chuyên viên tư vấn cao cấp của chủ đầu tư Swan City, một trong những bạn tư vấn rất là xuất sắc tại dự án. Xin chào em. Dạ, chào anh Huy. Và hôm nay thì Nga rất vui và vinh dự khi được đón tiếp anh Huy cũng như là đội ngũ Home Review đến tham quan khu đô thị Swan Park. Bây giờ thì Nga sẽ mời anh Huy cũng như là quý anh chị, chúng ta sẽ cùng theo chân Kiều Nga, chúng ta sẽ là vào trong vị trí sao bàn. Mình sẽ tìm hiểu về vị trí kết nối của khu đô thị Swan Park cũng như là tổng quan về dự án Swan Park nha mọi người. Ok, cảm ơn Kiều Nga, xin mời em. Dạ. Yeah. Đi được nào. Ok, năm trở lại thì không gian Sale Gallery cũng chưa có gì đổi mới hết Kiều Nga ha. Dạ. Yeah. Anh thấy cái này là có mới nè, chút xíu để chắc là mời nhờ em giới thiệu kỹ phần này ha. Dạ, đúng ok, rồi. Bây giờ thì đầu tiên như thế nào Kiều Nga? Nga sẽ mời anh Huy, chúng ta sẽ tìm hiểu trước về vị trí kết nối của khu đô thị Swan Park. Ok. Hiện nay là mình đang đứng tại vị trí này ạ. Khi di chuyển từ quận 2 cho đến Swan Park, thời gian di chuyển khoảng tầm là từ 30 đến 35 phút theo hai tuyến đường. Hiện nay thì chúng ta có thể là đi cao tốc Long Thành Dầu Dây, sau đó mình rẽ qua DT319 và mình đi tiếp đường Trần Phú, sau đó rẽ vào đường Tôn Đức Thắng và hiện nay mình đang đứng tại vị trí này. À, sáng nay anh đi đường đó đó. Dạ. Đúng rồi. Dạ, rồi. Và ở cung đường thứ hai thì mình có thể là đi theo tuyến Phà Cát Lái. Sau đó là mình đi tiếp đường Lý Thái Tổ và mình rẽ vào đoạn Tôn Đức Thắng và hiện nay mình đang đứng tại vị trí này. À, sao anh thấy chỗ này nó có một cái tuyến đường kết nối vào nè, đó là tuyến đường gì vậy? Dạ, đây là tuyến đường Vành Đai 3 đấy ạ. Khi mà có kết nối đường Vành Đai 3 này vào á, thì khi mình di chuyển từ quận 2 cho đến Swan Park, rút ngắn chỉ còn là 15 phút thôi đó anh. À. Thì có nghĩa là mình sẽ đi là từ nút giao cao tốc cho đến đoạn này. Là mình tới đây là 8 km, sau đó mình rẽ phải 7 km nữa là hiện nay mình đã đứng tại vị trí này rồi đó ạ. À, dạ, như vậy thì là 15 km. Vành Đai 3 chỉ có mất khoảng 15 km là chúng ta có thể di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống tới dự án Swan Park. Dạ đúng rồi. Như vậy thì trong tương lai quý khách hàng nếu mà chọn mua ở Swan Park thì chúng ta chỉ tốn khoảng từ 15 cho đến 30 phút thôi. 15-20 phút. 20 phút thôi là chúng ta có thể di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống dự án Swan Park. Rất là tuyệt vời ha. Yeah. Ok, cảm ơn em. Ngoài cái vị trí là kết nối gần Hồ Chí Minh thì Swan Park di chuyển ra sân bay quốc tế Long Thành ở đây đúng 9 cây số. 9 cây số thôi. Dạ đúng rồi. Như vậy là chỉ khoảng mất từ 10 cho đến 15 phút là quý khán thính giả có thể là từ ở Swan Park đi ra tới sân bay. Dạ đúng như vậy, rồi. À, rõ ràng Swan Park là giao điểm giữa thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay rồi và là điểm kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay rất là thuận tiện. À, cư dân nếu mà làm việc tại sân bay cũng như là có thể là làm việc
đâu đó ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể chọn Suwon Park là một cái nơi định cư cũng như là sau này công tác rất là thuận lợi, đúng không em? Dạ, ngoài ra thì Suwon Park sẽ cách trung tâm hành chính của Nhân Trạch chỉ 200m. Đúng rồi, cái vùng xoay giúp nón thì anh thấy có rất là nhiều ủy ban thuế này, ngân hàng này, rồi các cái cơ sở của nhà nước của mình đang lập ở đó. Như vậy là chúng ta cách trung tâm của thành phố Nhân Trạch trong tương lai ở đâu đó chỉ khoảng 200-300m thôi. Ok, cảm ơn em. Dạ. Chắc có lẽ là quý khán thính giả cũng đã hiểu về vị trí và chắc là mời em giới thiệu phỏng vấn Sa Bàn ha. Suwon Park sẽ thuộc khu đô thị Đông Sài Gòn với diện tích là 942,5 hecta. Wow, như vậy là tổng quan khu Sa Bàn này là đến 940 mấy hecta. Dạ đúng rồi. Và chúng ta chỉ mới triển khai có khoảng 100 mấy hecta thôi. Dạ đúng rồi. Như vậy là chỉ mới triển khai chưa tới 1/9, 1/10 của tổng dự án. Ở Suwon Park thì bên chủ đầu tư Suwon City đã phát triển được 3 phân khu. Phân khu Suwon Park 1A này là phân khu đầu tiên được triển khai tại Suwon Park với tổng diện tích là 28 hecta, phát triển là 710 căn, chủ yếu là tập trung dòng nhà phố. Cái này thì đợt trước thì anh với lại anh Chiến cũng đã tới cũng như là giới thiệu đến quý vị khán thính giả Home Review, thì đợt đó là anh với anh Chiến có tham quan nhà của một chị cũng như là tham quan một căn nhà thô. Anh còn nhớ là hình như là diện tích là 6.3 x 17. Dạ, đúng. Và thời điểm đó là giá mà anh Chiến trao đổi với anh là khoảng 2 tỷ rưỡi. Thì không biết là bây giờ giá nó khoảng bao nhiêu rồi em? Dạ, hiện nay thì mức giá giao dịch thấp nhất dòng nhà phố của Suwon Park đó là 4 tỷ 1 ạ. Wow, 4 tỷ 1, như vậy là trong vòng 2 năm thôi. Dạ. Và đã tăng giá gần như gấp đôi. Dạ. Thì đợt trước á, thì anh với anh Chiến cũng có, tức là anh cũng có nhận định rằng là thứ nhất là một cái khu đô thị như thế này được phát triển rất là lớn và chủ đầu tư rất là chăm chút trong tất cả những cái khâu. Ví dụ như chúng ta thấy là có hồ bơi, có đầy đủ những tiện ích. Dạ. Thì mức giá tăng trong vòng 3 năm, anh dự kiến là 3 năm sẽ tăng ở mức là gấp đôi hoặc là 4 năm. Mỗi năm tăng từ 25-30% là rất là cao rồi. Dạ. Thì rõ ràng sau đại dịch, xu thế mọi người bắt đầu chuyển dịch ra ở những cái khu đô thị ở ven Sài Gòn và có một cái không gian sống tốt hơn so với thành phố được phát triển lên, nên là mức giá hiện nay được tăng lên gấp đôi. Rõ ràng đó là một xu thế và quý vị có thể tham khảo thêm những cái xu thế như thế này trong tương lai để tìm kiếm những cơ hội ha. Dạ, ở phân khu tiếp theo ở giai đoạn 2 thì bên em phát triển đó là khu 1B. Wow. Khu 1B thì sẽ nằm trên nền đất là 60 hecta, phát triển chủ yếu là dòng đơn lập và dinh thự hầm. Dạ, và khu phân khu 1B thì bao gồm là 360 căn biệt thự. 360 căn biệt thự. Dạ. Anh cũng chia sẻ luôn chút xíu là đợt trước là anh xuống đây là chỉ có một cái nhà mẫu có hầm và anh đã quay lại cho quý khán thính giả xem rồi. Thì anh nhớ là đợt đó căn đó giá tầm khoảng 13 tỷ là cái đây 2 năm. Bây giờ anh xuống là anh cảm thấy là khu 1B này nó quá đẹp luôn. Từ ngoài đi vào luôn là nhìn vào nó còn đẹp hơn Sa Bàn mà tụi em giới thiệu ở đây nữa. Đó là một trong những cái điểm mà anh thật sự khâm phục ở chủ đầu tư Suwon City. Tức là làm đẹp hơn là giới thiệu luôn. Như vậy thì chút xíu nữa sẽ giới thiệu kỹ về phần này. Nhưng mà em có thể bật mí sơ cái độ tăng giá tại khu vực 1B này như thế nào không ạ? Ví dụ như một căn ở đây, một căn 300m2 á, giá vào thời điểm vào tháng 1 năm 2021 là rơi vào khoảng là 7 tỷ rưỡi một căn. Hiện nay đang chạm mức là 11 tỷ 8 một căn. 11 tỷ 8 một căn. Như vậy là tăng 4 tỷ là tăng khoảng 60%. Trong vòng bây giờ chưa bàn giao nhà đúng không? Dạ đúng rồi. Chưa bàn giao nhà và khách hàng chưa phải đóng đủ tiền đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là căn 7 tỷ rưỡi thì đóng tối đa mới có 50%. Dạ, như là đóng 3 tỷ là khách hàng đã lợi nhuận ngay 4 tỷ rồi thưa quý vị. Anh cũng không bất ngờ lắm đâu, tại vì thật sự là khi mà nhìn vào cái việc phát triển dự án và xây dựng như hiện nay đi xuống thì anh thấy rất là bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là về cái việc bàn giao nhà quá đẹp. Không gian công viên này nọ mọi thứ anh cảm thấy rất là hài lòng. Và cái thứ hai nữa rằng là rõ ràng câu chuyện là vật giá tăng. Nội cái nhà này thôi bây giờ mà xây dựng chắc là anh nghĩ là đã tăng gấp đôi so với chi phí đầu tư cơ bản. Tức là chi phí về xây dựng cái nhà không thôi. Thì nên là hiện nay nếu mà mức giá tăng 4 tỷ thì theo anh nhé, vẫn còn có room tăng giá cao hơn nữa. Ví dụ như căn 7 tỷ đó anh nghĩ là trong tương lai gần thôi nó có thể chạm ở mức 15 tỷ. Với cái mức đà tăng của khu đông cũng như là thị trường Nhân Trạch hiện nay. Ok, thì chúng ta sẽ đợi thêm một khoảng thời gian 1-2 năm nữa thì chúng ta kiểm nghiệm thêm về giá đó ha. Ok, còn ở đây thì anh thấy một khu rất là đẹp luôn. Chắc là nó giống cái này đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Ok, em giới thiệu sơ. Ở đây là giai đoạn 3. Giai đoạn 3 thì bên em phát triển là dòng dinh thự VIP. VIP. Dạ, tên gọi của nó là The Icon. The Icon, biểu tượng. Dạ đúng rồi. Cái này thì chủ đầu tư Suwon City đã phát triển là 18 hecta. 18 hecta. Dạ, và bao gồm là 90 căn dinh thự. 90 căn. Dạ, với diện tích là từ 700-2000m2 và giá mở bán vào thời điểm là cuối 2020 là từ 1 triệu cho đến 4 triệu đô ạ. 1 triệu cho đến 4 triệu đô.
Dạ, đúng rồi. Rất là đặc biệt. Và cái sa bàn lớn kia bên kia đúng không em? Dạ đúng em rồi, có thể giới mình thiệu sẽ di chuyển qua đây ạ. À. Dạ. Wow, đẹp quá. Dạ. Ngồi nhìn vào sa bàn thôi là thấy cái thiết kế rất là độc đáo rồi. Và dạ, ở giữa chúng ta có một cái hồ bơi hả em? À, trên mái clubhouse thì bên em sẽ là thiết kế giống như dạng một cái hồ nước. Dạ đúng rồi, nước nó sẽ chảy dọc xuống ở dưới và bên dưới chính là các hồ bơi. Ở đây á là tụi em sẽ làm kính hết nè. À, như vậy là có thể là nhìn thấy được các cái hoạt động bên dưới luôn, giống như lưu đường ở dưới thủy cung luôn. Dạ chính xác. Quá là đẳng cấp ha. Dạ. Nhìn cứ giống như biệt thự Chantu ở Phú Mỹ Hưng đấy. Dạ. Có thể là đẹp hơn luôn á. Và dạ, thiết kế này anh thấy là rất là độc đáo và có thể là chưa gặp ở đâu. À, dạ. Bây giờ anh sẽ hỏi sơ chi tiết luôn cho khán giả của dạ, Home Review được hay ha. Anh thấy đây là chúng ta thấy có dãy nhà nhỏ hơn nè, nhỏ nhất nè. Dạ. Thì diện tích nó như thế nào và giá bán như thế nào em? Đây là mẫu chữ L của bên em với diện tích là 700m2. 700m2. Ngang 20 và dài 35. Dạ. Giá mở bán vào thời điểm là cuối năm 2020 á là chạm mốc là 1 triệu đô một căn. Dạ. 20 khoảng 21 22 tỷ. Dạ đúng rồi. 700m2 và dạ, thiết kế như thế này. Dạ. Wow. Dạ. Bây giờ chắc không mua nổi, không mua được đâu. Tại vì anh nhìn sơ cái thiết kế về không gian như thế này và cái vật liệu xây dựng thôi là chắc nó cũng phải tầm cả 6-7 tỷ rồi. Còn lại tính ra giá đất mà 700m2 thì còn lại khoảng 12-13 tỷ thì giá đất chưa tới 20 mấy triệu một mét vuông. Quá rẻ. Ok, như vậy thì ngồi cái dãy nhỏ nhỏ này thì bây giờ anh thấy có một cái dãy rất là lớn nè. Và đối diện cả clubhouse luôn thì anh nghĩ dãy này là mắc nhất ha. Em giới thiệu sơ cho quý khách hàng của em xem đi. Dạ, đối với dãy này á, diện tích sẽ là 1.050m2. Wow, 1.050m2. Dạ, 30 nhân với lại là 35 thì giá nó sẽ rơi vào là 42 tỷ một căn. 42 tỷ một căn. Dạ. Cho 1.000m2 và căn nhà giống như vậy. Dạ, đúng rồi. Và đối diện cả một cái clubhouse luôn và dạ, một cái hồ bơi đẹp như vậy. Dạ. Bây giờ chắc không còn giá đó nữa hả? Dạ đúng rồi. Giá bây giờ như thế nào em? Dạ giá nó... Thật ra là dãy này thì hiện nay các anh chị cũng không có bán lại anh. Tại vì dạ, nó limited và nó là biểu tượng quá rồi. Bán lại thì chắc là không có cơ hội mua lại. Dạ đúng rồi. Còn những cái căn này thì giá chuyển nhượng bây giờ như thế nào em? Dạ những căn này thì hiện nay đang chạm mốc là 31 tỷ một căn. 31 tỷ? Dạ. Ủa? Khách hàng đóng bao nhiêu rồi? Dạ hiện nay thì khách hàng mới đóng là từ 15-20% thôi. 15-20% của 22 tỷ đi ha. Dạ. Mới có 4-5 tỷ thôi. Dạ đúng rồi. Mà đã lời giao dịch đến gần 10, trên lệ đến 10-12 tỷ. Dạ đúng rồi. Khủng khiếp. Dạ. Thật ra thì đúng là câu chuyện một trong những cái sản phẩm vừa gọi là vừa có mang một cái biểu tượng và vừa được thiết kế một cách sang trọng và gọi là rất là đặc biệt ở Nhân Trạch như thế này và trong một quần thể đô thị 900 hecta thì rõ ràng đó là câu chuyện 20 tỷ, 30 tỷ trong tương lai anh nghĩ là rất là khó có thể được mua lại. Nên là giá trên từ 10 đến 20 tỷ anh nghĩ vẫn là có thể là dùng từ bình thường và yeah, và có thể dự đoán được. Ok. Yeah. Và bây giờ thì Kiều Nga mời anh Huy cũng như là quý anh chị chúng ta sẽ là tham quan chi tiết vào từng mẫu nhà của The Icon. Wow, bên này có cái mẫu thiết kế rất là hay nè quý vị. Vâng, không gian thì anh thấy có rất là nhiều kính và thiết kế rất là hiện đại. Yeah. Chưa gặp cái mẫu thiết kế này ở đâu. Yeah. Và có thể là chủ đầu tư cũng như là muốn khách hàng của mình có một cái không gian view ra ngoài nhiều đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Đấy. Và thiết kế của mỗi nhà này mình sẽ thiết kế được là 4 đến 5 phòng ngủ. Wow. Dạ. Quá đẹp ha. Dạ. 1 triệu đô bây giờ chắc là không đụng tới được cái mẫu nhà này đâu, quá đẹp, quá rộng rãi. Dạ. Ok. Mẫu nhà thứ hai. Mẫu nhà thứ hai đây là mẫu nhà chữ U. Dạ. Mỗi nhà chữ U đây trên diện tích là 30 x 35, 1.050m2. Wow. Dạ. Bố trí hồ bơi ở giữa. Dạ, như vậy rồi. Thì là các cái không gian phòng này nè, chúng ta có thể nhìn chung lại một cái tủ, một cái không gian ở giữa. Và dạ, có thể bố rồi, trí một cái không gian ở đây. Ví dụ như anh thấy là ở đây là hồ bơi nè. Chúng dạ, ta có thể ở trên, có thể quan sát con cái vui chơi ở bên dưới. Dạ. Và những cái buổi BBQ thì cũng sẽ tạo ra một cái không gian rất là ấm cúng. Anh có thấy bố trí một cái không gian sân thượng cực kỳ đẹp luôn. Dạ. Như vậy là trong tương lai gia chủ của mình có thể bố trí một cái không gian ngồi ở trên và có thể là ngồi cùng nhau trò chuyện và view ra không gian bên ngoài. Có hồ bơi, có rất là nhiều thứ để quan sát, để dạ, cùng nhau nói chuyện ha. Bây giờ chúng ta còn một cái mẫu nhà nữa, Kiều Nga giới thiệu giúp. Dạ, đây là mẫu nhà chữ H. Mẫu này vẫn là diện tích 30 x 35. 30-35. Dạ. Thiết kế một trệt hai lầu.
Thật ra thì về thiết kế mình cũng không phải là một một trong những người giỏi, nhưng mà khi nhìn vào đây thì chúng ta chỉ thấy là một cái sự sang trọng, có thiết kế hiện đại, không gian rất là nhiều kính và các cái phòng nhìn có thể liên thông được với nhau. Nó giống như văn hóa của người Việt Nam của mình là ở đâu chúng ta cũng muốn gọi là nhìn ngắm những người thân yêu của mình. Văn hóa rất là Á Đông và rất là đẹp ha. Bên em xây rất là nhiều kính này và ban công mình đẩy ra rất là lớn như vậy thì để kết nối với thiên nhiên cũng như là hòa mình vào không gian sống. Như vậy là đúng là sau đại dịch rất là nhiều bậc đại gia cũng như là anh chị khách hàng mà có những cái căn nhà dù to trong Sài Gòn cũng không có thể là có được một không gian đẹp như thế này, thì rõ ràng là đi Icon là một trong những cái lựa chọn cực kỳ tốt cho anh chị có thể là đổi gió đi ra một không gian sống bên ngoài và có một cái không gian nhà vừa sang trọng vừa hiện đại và kết nối với tự nhiên như thế này. Rất là hay và rất là cảm ơn chủ đầu tư Swan City đã thiết kế một cái biểu tượng của Đông Sài Gòn và đến thành phố Nhân Trạch. Trong tương lai chắc là mọi người sẽ nhắc đến The Icon, giống như chúng ta đã nói quá nhiều về biệt thự Chateau bên quận 7 đúng không em, của Phú Mỹ Hưng. Và nãy giờ thì chúng ta đã được đi tham quan tại sa bàn của khu Swan Park. Và bây giờ thì chúng ta sẽ là di chuyển vào bên trong khu phân khu 1A để mà xem thử mỗi nhà thực tế cũng như là khám phá cuộc sống hiện nay của các cư dân Swan Park ạ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ theo chân Kiều Nga để tham quan sau 2 năm thì Swan Park có gì đổi mới nha quý vị. Ok, let's go. Đầu tiên thì Kiều Nga sẽ giới thiệu cho anh Huy đây là khu tiện ích của phân khu 1A. Thì đây là hồ bơi. Hồ bơi này thì sẽ dành cho toàn bộ cư dân tại khu Swan Park 1A. Hồ bơi này thì với quy mô là gần 1.000 m². Wow, rất là rộng luôn và bơi rất là đã luôn. Nó không giống như những cái hồ bơi ở trong Sài Gòn, chung cư khá là nhỏ ha. Ngoài hồ bơi ra thì mình còn có gì nữa không em? Ngoài hồ bơi ra thì mình còn có là phòng xông hơi. Mời em giới thiệu cho phòng xông hơi nó có cái gì đã không ha? Ở đây thì có hai khu luôn ha, cả nam với nữ. Rồi mình sẽ vào không gian bên trong để mình xem thử ha. Ok. Không gian rất là sang trọng ha. Như vậy là có phòng xông hơi nè. Đó, quý vị có thể thấy phòng xông hơi nè, phòng tắm khô nè ha. Mở đèn lên. Đó. Wow. Có phòng chỉnh nhiệt độ nè ha, ở bên này. À, phòng tủ quần áo nè. Phòng rất là đầy đủ ha, toilet thế này quý vị. Ok, rất là sang trọng, rất là đẹp luôn. Huy nghĩ thì đây giống như là một không gian resort nghỉ dưỡng, chứ còn cái gì nữa, có đầy đủ hết tất cả những cái yếu tố. Gạch xây rất là chất lượng, rất là sạch sẽ. Wow, đúng là cư dân. Còn khúc này thì đi ra đâu đây ha? Chúng ta đi ra ngoài theo đường này. Như vậy chúng ta có hai không gian để đi vào và đi ra ha. Ok, chúng ta qua bên nam thử xem ở bên nam có gì đặc biệt không ha. Ok. Ok, bây giờ thì Xuân Huy sẽ làm lại diện thương hiệu của Swan Park để giới thiệu đến quý vị không gian sauna tại dự án Swan Park, bởi vì nó quá đẹp và quá sang trọng quý vị ơi. Ở đây thì mình có ở đây thì mình có một cái ghế ngồi chờ nè. Ngồi chờ. Những cái hộc tủ để mình có thể là bỏ đồ trước khi mình xuống bơi. Bỏ đồ qua đây nè quý vị. Này, qua đây. Wow, chúng ta sẽ có một cái chìa khóa nè, đó, bỏ vô đây. Cái này thì chắc là mỗi cư dân hay là sao có chìa khóa này ha, sẽ được cấp ở đây. Chắc là đăng ký ở ngoài ha. Dạ đúng rồi. Vô đây bỏ đồ, an ninh. Sau đó chúng ta sẽ tắm rửa sạch sẽ trước. Đúng rồi. Rồi mình sẽ vào khu vực sông hơi. Sau đó chúng ta sẽ vào đây để tận hưởng sông hơi. Mình mở đèn lên. Yeah. Mời quý vị vào. Tăng 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 tăng. Wow. Đâu có khác gì là chúng ta đi sông hơi, sauna ở ngoài đâu mà đầy đủ những cái thiết bị có thể là hiện đại hơn những cái quán xông hơi ở ngoài luôn đó quý vị, quá đã. Còn chần chờ gì nữa, nếu trong mùa dịch quý vị chưa biết chọn một không gian sống ở đâu thì chúng ta về Swan Park đúng không em? Dạ đúng rồi. Ok, như vậy thì còn nhiều tiện ích nữa đúng không? Anh dạ đúng rồi. Ok, let's go. Có hồ bơi đây nè, có sauna đây nè. Trong thời gian dịch thì anh cảm thấy mình tăng cân quá nhiều rồi. Anh nghĩ một khu tiện ích chắc chắn sẽ có những không gian để mình rèn luyện thể dục thể thao phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Và ở đây thì bên em cũng đã trang bị cho quý cư dân một khu clubhouse. Wow. Không gian đã quá à. Bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến để giúp cho cư dân của chúng ta có thể là có cuộc sống perfect. Đâu có cần phải đi đâu xa đâu đúng không? Nếu mà chúng ta dọn về đây thì chúng ta có thể có một cuộc sống đầy đủ ở đây luôn. Wow, 12kg, nặng quá. Quá đã. Và ở không gian bên trong này chúng ta còn có một cái không gian để mà tập yoga. Ok trời, một cái không gian phòng tập yoga. Thì thường là yoga sẽ cần một cái không gian yên tĩnh hơn so với tập dạ, đúng gym, mở nhạc, sành điệu ngoài kia thì chúng ta có thể đóng cửa lại.
Và bên em cũng đã trang bị cho quý cư dân là thẳng tập, có thẳng cũng tập như này, là bóng tập yoga. Bóng tập yoga nè. Những quả bóng này quý vị chỉ cần ngồi lên thôi là chúng ta có thể mất một lượng calo đầy đủ. Wow, rất là đầy đủ, rất là Xu Huy sắp tới chắc sẽ mua một căn ở đây, quý vị mua thì có thể liên hệ bạn Kiều Nga ha. Ok. Ở đây thì mình sẽ có là Bilac. Bilac, yeah. Cheer, yeah. VR and bóng bàn, tennis court. Dạ đúng rồi. Chắc là các bạn nhỏ xuống về đây sẽ rất là thích. Như vậy chúng ta có đầy đủ hết tất cả tất cái tiện ích phục vụ cho người lớn nè, những người thích thư giãn có thể bơi nè, sauna nè, rồi chúng ta có phòng tập gym, và bên cạnh đó chúng ta có sân chơi cho trẻ em. Còn thiếu gì nữa không ta? Quá đầy đủ rồi đúng không? À, dạ, đúng rồi. Thiếu một cái không gian để mua sắm và những cái sản phẩm, các cái cửa hàng tiện lợi thì ở đây như thế nào em? Dạ hiện nay thì bên em cũng đã có một cửa hàng tiện lợi Sunnymart. À, dạ, Sunnymart đã về bán rồi. Bán đầy đủ là rau củ quả. Ok, cho anh xem thử không gian nhé. Dạ. Ok, let's go. Và ở khu vực này á thì hai bên chính là khu dãy shop house. Rộng rãi chủ đầu tư vận hành. Và có một số cửa hàng đã về vận hành rồi nè. Dạ đúng rồi. À, bên kia chúng ta thấy là có cà phê Chicago cà phê. Rất là nhiều khách đang ngồi uống cà phê ha. Dạ. À, ở đây chúng ta có một cửa hàng này, cửa hàng gì? À, Sunnymart. Dạ đúng rồi. Ok, chúng ta có thể vào xem một số các cái sản phẩm đang bán để phục vụ cư dân ở đây ha. Dạ. Ở Sunnymart này thì chúng ta sẽ có là đầy đủ những cái gia vị thực phẩm này, cũng như là nước uống này. Giống như là một cái siêu thị mini luôn. Thì đây là siêu thị mini rồi, có đầy đủ hết. Anh thấy là cái gì cũng có hết. Có luôn các cái thực phẩm để chế biến buổi ăn trưa cho gia đình mà, ăn trưa ăn tối cho gia đình nè. Có rau củ nè, có cả thịt nữa và rất là nhiều đồ ăn đông lạnh, tươi, ngon, có thể quý vị chọn ăn. Như vậy thì nếu mà anh lỡ đói bụng mà muốn có bữa cơm người ta nấu sẵn thì ở đây có không em? Dạ có ạ. À, có luôn hả? Kế bên Sunnymart thì chúng ta sẽ có một cái nhà hàng là Thiên An Food. Thiên An Food. Kính thưa quý vị, Xuân Huy xin đại diện nhà hàng Thiên An Phúc xin mời quý vị vào bên trong để thực hiện để thưởng thức những món ngon của gia đình. Nếu quý vị sáng trưa nay mà chưa kịp chuẩn bị đồ ăn thì let's go now. Hôm nay rất là may mắn có mặt anh Đạt, chủ nhà hàng Thiên An Phúc ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cuộc trò chuyện nhỏ giữa Home Review và anh Đạt. Ok, cảm ơn anh Đạt, cảm ơn đã nhận lời tụi em cũng như là chắc là quý khán giả cũng mong muốn là hỏi anh là cơ duyên nào khiến anh mở một cái nhà hàng rất là ngon ở đây ạ. Nói chung là tự do ở đây là khu đô thị mới thành lập, cho nên mình về đây là mình sẽ là người tiên phong đi đột phá. Cảm ơn anh. Thì thật ra là hiện nay em thấy là cư dân đã về ở khá là đông, và cái việc chuẩn bị một những cái buổi ăn nó cũng hơi là khó khăn. Nếu mà chúng ta vừa làm mà vừa chuẩn bị thì rõ ràng buổi trưa hoặc mà buổi tối ở Thiên An Phúc có thể cả buổi sáng nữa đúng không anh? Ở đây thì nói chung là ở đây là buổi sáng là bắt đầu là bán đồ ăn sáng, 10 giờ rồi mới bắt đầu là bán cơm trưa, tới 2 giờ bắt đầu là bán cho tới full tới tối. Như vậy thì là về đây là không sợ lo đói đúng không? Cứ bất cứ lúc nào thì cứ có thể là gọi Thiên An Phúc để mang thức ăn tới tận nhà. Ok, cảm ơn rất là nhiều và chúc Thiên An ngày càng thành công ạ. Cảm ơn anh. Xuân Huy thì thấy ở đây rất là rộng, chúng ta có một cái không gian ở trên lầu và ở dưới chúng ta có một khoảng không để giúp cho thực khách có thể vừa thưởng thức món ăn và có một không gian rất là mát mẻ đúng không? Như vậy thì thật sự là rất là ở đây là một trong những cửa hàng mà phục vụ tiện ích cho cư dân rất là thực tế luôn. Rõ ràng là cư dân về ở xung quanh Bắc, những buổi sáng, buổi trưa chúng ta không kịp chuẩn bị đồ ăn thì chúng ta có thể ra nhà hàng Thiên An Phúc. Và đâu đó bên kia thì Xuân Huy thấy có một quán cà phê Chicago cũng rất là đông khách. Mời quý vị theo Xuân Huy ha. Không gian của quán cà phê Chicago. Wow, queue bub và bia ha. Như vậy là cũng rất là đông khách luôn em ha. Hôm nay là sáng thứ 6 mà Huy thấy rất là đông khách. Huy nghĩ là thứ 7, Chủ nhật còn đông hơn nữa đúng không? Ok, như vậy thì rõ ràng đây là một điểm check in của toàn bộ nhân trạch có thể đến đây, có thể sử dụng các cái tiện ích ở Swan Park rất là đẹp. Ok, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đi vào tham quan thực tế một số ở không gian sống của cư dân tại Swan Park cho khán giả Home Review được biết em ha. Em mời anh Duy ạ. Ok, đây là phân khu 1A. Khi vào bên trong thì chúng ta sẽ đi qua cổng, và ở đây thì ở mỗi cư dân thì sẽ có một cái thẻ. Và khi đi qua bộ cổng bảo vệ thì mình phải có thẻ mình mới vào được. Không gian bên trong thì phía bên tay phải của quý vị đó chính là các căn shop house với diện tích là ngang 7 dài 21, và bên phía tay trái là các căn nhà phố với diện tích là 6.3 x 17, thiết kế 1/2 lầu. Ở đây thì chủ đầu tư sẽ bàn giao hoàn thiện bên ngoài và cho thô bên trong.
Các con đường nội khu ở đây là đường 12m, vỉa hè mỗi bên 3m và lòng đường 6m. Ủa hiện nay thì cư dân đã về ở khoảng bao nhiêu phần trăm rồi em? Dạ, hiện nay thì các anh chị về ở là được 15% đó anh, bao gồm khoảng 100 hộ. Bây giờ thì Nga sẽ mời anh Huy cũng như là quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ là vào bên trong của căn nhà phố kiểu Big để xem thiết kế bên trong sẽ như thế nào. Lần trước thì anh với anh Chiến cũng đã tham quan một căn giống như thế này, 6.3 x 17. Yeah. Và cư dân về ở cũng đa số thì mặt này thì cũng có rất là nhiều cư dân ha. Đối diện nhà này chúng ta đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhà đã phải ở rồi. Yeah. Ok, thì chắc là một lần nữa Xuân Huy xin mời quý khách giả của kênh Home Review chúng ta sẽ vào tham quan lại ngôi nhà của Xuân Bắc 2 năm sau thì nó có cái gì ha. Dù là Xuân Huy đã giới thiệu đến quý vị rồi nhưng mà hôm nay chắc là cũng có rất là nhiều quý khách giả mới lần đầu tiên đến tham quan Xuân Quan Bắc, nên là nhờ Kiều Nga giới thiệu lại giúp anh diện tích cũng như là công năng của căn nhà này như thế nào ha. Dạ, với thiết kế là một trệt hai lầu và ở dưới tầng trệt này thì mình có thể là bố trí ở đây là không gian bếp. À, bếp. Đây là không gian bếp này, ở đây là một nhà vệ sinh. Toilet. Dạ, toilet. Ở đây thì ở dưới chân cầu thang này mình có thể là làm thêm một cái kho để dự trữ đồ này. Ừ, dạ. Kho để đồ và đây một phòng khách đúng không ạ? Dạ đúng rồi, ở đây là không gian phòng khách. Chúng ta sẽ có một cái phía trước khá là rộng để chúng ta có thể bố trí bãi đỗ xe nè và một không gian có thể trồng ở đây trước nhà. Dạ, ở đây thì một số anh chị cũng là cửa kính này thì anh chị cũng có thể là thay bằng một cái cửa mà mình có thể kéo ra kéo vào. Và mình có thể là di chuyển từ ngoài vào trong bằng một lối này luôn. Ok, như vậy thì sẽ rất là thuận tiện ha. Dạ. Ok, và cửa chúng ta sẽ rất là thông thoáng. Phía sau dãy này thì chúng ta có một cái công viên rất là dễ thương. Ở phía sau mình thấy là có rất là nhiều trúc. Dạ. Ừ, và không gian phía sau nhà chúng ta chừa khoảng là 2m đến 2m rưỡi đúng không? Dạ, cái này thì mình sẽ là chừa ra là 2m rưỡi. Không gian sau này thì thường các quý cư dân của Xuân Anh Bắc là hay trồng cây. Dạ. Không gian dưới thì chúng ta có là 6.3 nhân cho 8m thiết kế bên trong nè. Còn ở trên này thì chúng ta có thêm một trần nữa. Nhìn thiết kế này thì như thế nào em? Ở trên này thì chúng ta có thể là thiết kế được tối đa là 2 phòng ngủ. Dạ, ở đây là khu vực nhà vệ sinh này. Ở đây mình có một cái phòng master. Và ở đây mình có thể thiết kế thêm một phòng ngủ. Và đây là nhà vệ sinh nhỏ hơn đúng không? Ok. Đúng rồi. Như vậy là chúng ta thiết kế được 2 phòng ngủ ở tầng này. Dạ. Và bên cạnh đó thì chúng ta có một cái ban công ở đây. Và có thể là trồng rau, trồng hoa hoặc là như vậy chỗ này chúng ta thường là để giường nè. Giường ở đây và chúng ta có thể view ra không gian thông thoáng bên ngoài. Dạ. Bên này thì chúng ta sẽ có là công viên nè. Công viên nội khu rất là đẹp ha. Dạ. Và cư dân bên kia thì đã dọn về ở khoảng 3 đến 4 hộ gia đình đối diện. Như vậy chúng ta còn một lầu ở trên đúng không? Dạ đúng rồi. Ở trên này thì chúng ta còn có thể bố trí thêm được một phòng ngủ và một phòng thờ nữa. À, một phòng ngủ và một phòng thờ. Dạ đúng rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể bố trí thêm một phòng ngủ ở đây. Ừ, một phòng ngủ có toilet ở đây. Dạ, và một phòng thờ nằm ở đây. Phòng thờ, chúng ta có thể là phòng thờ. Dạ. Và ở đây thì chúng ta có một cái không gian trống. Dạ. Như vậy thì là chúng ta có thể thiết kế tối đa là 3 phòng ngủ là đẹp. Dạ. Và gia đình em nghĩ là khoảng vợ chồng và có 2 cháu. Dạ. Và thêm một ông bà nữa thì chọn mua một cái sản phẩm ở đây rất là tuyệt vời luôn không? Dạ đúng rồi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Ở đây thì ngoài mẫu nhà 6.3 x 17 như thế này thì chúng ta còn nhiều thiết kế khác không em? Dạ, ở khu 1A này thì ngoài mẫu nhà phố chúng ta còn có mẫu biệt thự song lập. Ừ, song lập. Dạ, song lập với thiết kế một trệt hai lầu. Ừ, dạ. Ngang là 9.3 và dài là 19.4. Ừ. Dạ. Và tiếp theo đó là dòng biệt thự đơn lập. Đơn lập. À, dạ. Có đơn lập luôn. Dạ, thiết kế một trệt hai lầu, diện tích là 11.8 x 21.8. 21.8. Dạ. À, cho anh xin cập nhật giá chút xíu. À, song lập thì hiện nay là giá khoảng bao nhiêu em? Dạ, song lập hiện nay đang chào bán trên thị trường với mức thấp nhất là 7 tỷ ạ. 7 tỷ còn đơn lập? Dạ, đơn lập đang chào thấp nhất là 10 tỷ ạ. 10 tỷ. Như vậy là cho anh hỏi luôn là trước đó giá song lập thì bao nhiêu do chủ đầu tư mở bán? Dạ, song lập trước đó thì mở bán ở tầm là 3 tỷ rưỡi cho đến 3 tỷ 8. 3 tỷ 8 bây giờ là 7 tỷ, tăng gấp đôi ha. Dạ. Okay. Song lập đơn lập chứ cũng vậy ha. Chắc là lúc mở bán khoảng từ 5 đến 6 tỷ. Dạ chính xác ạ. À, ví dụ bây giờ là tất cả những sản phẩm ở xung quanh Bắc hầu như là tăng giá gấp đôi. Dạ đúng rồi. Với lại lúc mở bán. Dạ. Ok.
Một lần nữa thì anh Huy cảm ơn Kiều Nga rất là nhiều vì đã dành thời gian giới thiệu cho anh cũng như là quý khán thính giả của kênh Home Review về toàn bộ không gian của dự án Swan Park. Thì thật là đáng là tiếc là chúng ta không có thể giới thiệu đầy đủ phân khu 1B bởi vì chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao cho cư dân của mình. Rất là hy vọng trong video tiếp theo thì sẽ nhờ Kiều Nga cập nhật những cái thông tin mới nhất của dự án Swan Park cũng như là sẽ giới thiệu đầy đủ về dự án Swan Park trong phân khu 1B ha. Cảm ơn anh Huy và đội ngũ Home Review hôm nay đã cho Kiều Nga có cơ hội dẫn quý anh chị khách hàng thân yêu của Home Review đi tham quan toàn bộ dự án khu đô thị Swan Park. Và ở tập tiếp theo thì Kiều Nga muốn mời anh Huy cũng như đội ngũ Home Review chúng ta sẽ đến tham quan một dự án vô cùng xinh đẹp mang tên là Swan Bay ở đảo Ngọc Đại Phước. Một thông tin rất là thú vị ha. Chắc là mà quý khán thính giả ơi, chúng ta sẽ gặp Kiều Nga cũng như là nhờ bạn giới thiệu cho chúng ta một trong những dự án được quý khách hàng đón chờ đợi cũng như là đã mua và có rất là nhiều lợi nhuận từ dự án đó. Đó chính là dự án Swan Bay Kiều Nga ha. Cảm ơn em rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã tham khảo video của Huy cùng với Kiều Nga giới thiệu về dự án Swan Park và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng theo chân Kiều Nga đến tham quan dự án Swan Bay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.